Đồng chí nào ở đây lâu chưa về gặp gia đình nhất? Em ạ. Đồng chí nào muốn gửi lời nhắn về cho gia đình mình? Em ạ. Có ai không ạ? Em ạ. Có ai không ạ? Đâu? Đâu đâu? Lên đây, lên đây, lên đây. Trung sĩ Trần Văn Tánh, bạn muốn gửi lời nhắn đến ai? Thưa anh, là em gửi lời đến ba mẹ em. Em nói đi, ba mẹ em đang xem tivi đấy, có máy quay thẳng kia kìa. Dạ, kính thưa ba mẹ, cũng gần năm mấy nay con chưa được về. Thì do tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp, nên cũng mong ba mẹ rất thông cảm. Con trong đây thì luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kính mong ba mẹ ở nhà luôn giữ gìn sức khỏe thật tốt, sẽ trên hết. Binh Nhì Hà Gia Bảo. Dạ, em muốn gửi đến mẹ em, cũng không muốn nói gì nhiều thì em yêu mẹ em. Thầy Quốc Giàu. Em muốn gửi lời gửi tới mẹ em và ngoại em. Ngoại và mẹ đừng lo lắng cho con yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Khi nào con hoàn thành thì con về. Và đặc biệt là ngoại đừng buồn, con xa con xin hết. Ngoại không bao giờ buồn vì em cả, ngoại không bao giờ buồn cả, ngoại không bao giờ buồn. Dạ, em tên là Phạm Đại Nghĩa. Em muốn gửi đến gia đình em là năm tháng rồi chưa về gia đình thì em rất là nhớ nhà. Đây toàn năm rưỡi với hai năm, ông năm tháng. Nó cũng là thời gian lâu nhất mà em đi xa gia đình và ở xa như vậy. Được rồi, thế thì tên mẹ em là gì? Tên mẹ em là Lê Thị Thu Nguyệt. Bây giờ nói thẳng lại thêm một lần nữa. Mẹ Nguyệt ơi, con Phạm Đại Nghĩa, con muốn nói với mẹ. Con muốn nói với mẹ là hiện tại thì con nhớ gia đình lắm. Dạ, con yêu mẹ. Tiếp tục đến Trần Minh Tâm. Em muốn gửi tới ba mẹ em là con sắp được về thăm nhà ba mẹ ơi. Khi chương trình này phát sóng có khi bạn đang ở nhà rồi. Thạch Nghĩa. Tôi, Thạch Nghĩa, tiểu trưởng của Trung đội 2, Đại đội 5, tiểu đoàn 307. Ba mẹ ơi, con hôm nay được lên tiêu uy luôn rồi. Con rất là yêu cha mẹ, rất là nhớ. Cỡ 2 tuần nữa con sẽ về với gia đình nhé mẹ. Con muốn gửi tới ba mẹ là từ nhỏ tới giờ con chưa được nói lời cảm ơn ba mẹ. Thì qua cái chương trình này con nói lời cảm ơn ba mẹ. Con yêu mẹ. Những lời đó thì nên nói nhiều hơn nữa. Cá nhân anh cũng chưa làm được điều đấy đâu. Nhưng mà em sẽ làm được. Ok, nhá. Rồi, Huỳnh Lê Trí Tài. Báo cáo em tên Quỳnh Lê Trí Tài, tiểu đội trưởng, tiểu đội 6, trung đội 8, đại đội 11. Cảm ơn chương trình Quân khu số 1 của đài VTV3 đã tạo điều kiện cho em có phát biểu trên truyền hình. Là em nhớ gia đình nhiều lắm. Ba mẹ ơi, gán đợi con 5 tháng nữa về ơi. Chiến sĩ Ngô Hoàng Ân. Về cho em lên. Em lên TV là em vui rồi. Con đi nghĩa vụ cũng lâu lắm rồi. Con được 5 tháng rồi. Cha mẹ gán đợi con 5 rưỡi nữa con về nghe. Con cảm ơn cha mẹ nhiều. Con nhớ cha mẹ nhiều lắm. Thay mặt cho tất cả mọi người, cảm ơn tất cả các đồng chí đã tham gia lực lượng quân đội để gìn giữ và bảo vệ hòa bình cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn tất cả các đồng chí.